Thưa quý vị, Trung tâm Y tế của Ninh Kiều vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều đến dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành y tế Việt Nam trong 68 năm qua. Trong năm 2022, ngành y tế của Ninh Kiều thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân, Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được đẩy mạnh, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh miễn dịch đạt 96%. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19, người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ các mũi cơ bản đạt 108%. Tỷ lệ người tiêm vaccine COVID-19 tuổi từ 12 đến 17, tiêm đủ liều cơ bản đạt gần 119%. Xây dựng và củng cố 11 trên 11 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, trong năm 2022, đơn vị thực hiện 5 đề tài và hai sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, kết quả nghiệm thu đạt loại giỏi. Tại buổi họp mặt, các cán bộ công chức viên chức có thành tích trong công tác ngành y tế quận Ninh Kiều được nhận kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế và nhận giấy khen của Sở Y tế thành phố Cần Thơ.